Nena sahapancha sila niyaja ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để quân giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti yang vi ma yang phan te vi sung đắc tha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con kính dân quốc đến thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bhutan Saram Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhamman Saram Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang khang saram gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Dutiyam bi buddhang saram gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Dutiyam bi dhammang saram gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Dutiyam bi sang khang saram gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Tathiyam bi buddhang saram gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tathiyam bi dhammang saram gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tathiyam bi sangkhang saram gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam bi buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam bi dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam bi sangkhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì.
ta ti yam bê bút thăng xá ra năng gạt cha mê. Con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Ta ti yam bê thăm măng xá ra năng gạt cha mê. Con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bê thăng khăn xá ra năng gạt cha mê. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng pa ri pun năng, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bao nhiêu? A ma phan tê dạ xin vâng. Ba na ti ba ta Vê ra ma ni sư khá ba đăng sa ma a di ya mi. Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. A di na đa na Vê ra ma ni sư khá ba đăng sa ma a di ya mi. Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha ha cha ra Vê ra ma ni sư khá ba đăng sa ma a di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da Vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na Vê ra ma ni sa kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin luôn giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata ve ramani sikha padang sama diyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana ve ramani sikha kha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca me su mi cha cha ra Vê ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa da Vê ra ma ni kha pa đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma ya tha na Vê ra ma ni kha đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha padani satu kang katawa apamadena nicha kalang sammar kitapang. Chư thiện tin nên thọ truyền giới này chứ được trong sạch phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phần tê dạ xin vâng. Sì lê na su gân tân dân tí, sì lê na phô gác ra, sì lê na mì phô tân dân tí, ta sà ma sì lăng vi sô thạ dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các anh em chư thiện tín thời đáng thọ trì dễ lục chư được trong sạch đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thai. Và chúng con kính tri ân thường tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con kính tri ân thường tọa Minh Hạnh. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền. Có thể tiếp chung đồ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà,
chư thiên phàm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng thanh thế giới các hàng, bởi thờ thật sanh an mang trường. Xin thâu bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ, con đã trao kìa, con đã cầu chuyện tâm quy và lễ bái tâm bảo xong. Dạ, kính mời bàn tay của cô tu nữ Như Pháp. Dạ, mời cô nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Còn thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, cảm ơn cô Rằng Đông, cô Trần Đạo cho Như Pháp biết được tín hiệu. Còn thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà, với cô tu nữ. Như Pháp mến chào cô Cẩm Vân. Kính chào cô Trần Đạo, kính chào Buông Bỏ. Kính chào cô Rạng Đông, kính chào Cổ Đế, kính chào Hiển Mộng, kính chào Thi Lâm, kính chào Đạo Hữu Châu Phan, kính chào cô Nguyên Tịnh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Như Pháp kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Như Pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Như Pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Sẵn Đông đã mở sum và cho đạo tràng được thính pháp của Ngài giác giới. Nam mô Bích Hà Giá. Và hôm nay theo chương trình là chúng ta ôn bài, nhưng mà thứ sáu vừa rồi Đức Tịnh Đạt bận việc không có thể vào đạo tràng để dạy chúng ta câu pháp cú kinh số 241, nên sư cho biết là hôm nay không có ôn bài là học câu pháp cú kinh số 241. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng có thể ôn bài 240. Dạ, cảm ơn cô Sẵn Đông cho bài học. Dạ, Như Pháp kính mời, mến mời cô Sẵn Đông, cô Cẩm Vân, cô Trần Đạo, còn ai nữa, cô Nguyên Tịnh. Dạ, kính mời quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp mình lên được thì kính mời tất cả ha. Và bây giờ thì mời cô Sẵn Đông mở hàng ngang. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, mời cô Rạng Đông. Sa thú, thành kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 240. Á giá xà quá ma lằng sa mô thi tằng ta đô thà giá ta mê quá khà đa ti ê hoàng á ti thô na chà ri nằng xà ni cầm mà ni na dằn ti đúc gá tình. Á giá xà quá ma lằng sa mô thi tằng ta đô thà giá ta mê quá khà đá ti ê hoàng á ti thô na chà ri năng xà ni cầm mà ni na dằn ti đúc gá tình. Á giá xà quá ma lằng sa un ti tằng ta đô thà giá ta mê quá khà đá ti ê hoàng á ti thô na chà ri năng xà ni cầm mà ni na dằn ti đúc ca tình.
sát từ sắc sinh, sát sanh lại ăn sắc. Cũng vậy quá lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn cõi ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ayasa mama lăng sa mô thi tăng đô tha ya ta mê quá khà đa ti e quang ngã ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na yang ti đô ca tình. Ayasa wa ma lăng sa mô thi tăng ta đô tha ya ta mê quá khà đa ti ê quang ngã ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na yang ti đúc ca tình. A ya sa wa ma lăng sa mô thi tăng ta đô tha ya ta mê quá khà đa ti ê quang ngã ti thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na yang ti đúc ca tình. Rỉ xét vốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn, trắng tay khốn cùng. Bản dịch của Hòa Thượng Dây Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Tha Giá, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin nhà cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 240 ạ. Ayasavamalang samuthi tang tadukhayata mevakhadati ê quán ác đi thô à cha đi nâng xa ni cầm ma ni nà dặn ti đúc ra tình à giá xa qua ma lăng xa một thi thăng ta đúc tha dê ta mê quả khá đá ti ê quán ác đi thô à cha đi nâng xa đi thăm ma ni mà dặn khi đúc ra tình. Như xét từ sắc sinh, xét sanh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng, tự nghiệp dẫn cõi ác. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ayasavamalangasamuthitang tadutayata mevakhadati evam atitho nacharinam sanikammani nayanti dukkhatin. Rỉ xét vốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn chị đã đâm ra bớt bài ạ. Dạ, xin gửi mít lời cho chị Cẩm Vân ạ. Dạ, cảm ơn sư Trần Đạo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rừng. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 240. Á giá xa quá má lăng xa mốt khí tăng ta đúc thà giá tá mê quá khà đá tí ê quăng á tí thô ngã cha rí năng sa ní cầm ma ní ná dành tí đúc giá tin. Á giá xa quá má lăng xa mốt khí tăng ta đúc thà giá tá mê quá khà đá tí ê quăng á tí thô ná chá rí năng
ta ni tâm ma ni na dàn tí đúc giá tên a giá sa quá má lăng sa mốt tí tăng ta đúc thà giá tá mê quá ca đá tí ê á tí thô na cha lý năng sa ni tâm ma ni na dàn tí đúc giá tên như xét từ sắc sinh xét sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tội nghiệp dẫn tội ác. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu: rỉ xét vốn từ sắc sanh ăn ngòn tiêu quậy rất nhanh sắc này hành động bất hảo biết hay tự nghiệp dẫn tự dẫn trắng tay khốn cùng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Hành Kiểm. Mới thấy Hành Kiểm đó, mời Hành Kiểm nha, mời quý vị nha. Dạ, Nam Mô Bản Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ, con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Xin đọc câu kinh Pháp Cú số 240. Xà quá ma lằng sa mút thi tằng tát đúc thà gia tát mê quá cà đa ti ê hoàng á ti thô na chà ti năng xà ni cầm mà ni na dành ti đúc gia tình Ayasa wa ma lang samut thi tang ta duk tha ya tam me wa ka da ti e wang a ti tho na cha di nang sa ni kam ma ni na yan ti tuk ya tan. Dạ, con xin kệ. Ayasa wa ma lang samut thì tăng ta đục tha giá ta mê hoa khá đà tì ê hoa ngá tí thô na cha đi năng xa ni căm ma ni na dành tí đục gia tình. Như xét từ sắc sinh xét sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng tự nghiệp dẫn cõi ác. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rỉ xét vốn từ sắc sanh ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này hành động bất hảo biết hay tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con trả bài xong rồi, con xin dâng mít lại cho đại tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn câu hạnh kiểm. Nam mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn cô Rạng Đông cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ, cô Nguyên Tịnh có trước máy không cô? Alo, cô Nguyên Tịnh có trước máy không? Có thể cầm mic được không? Vậy là con Nguyên Tịnh không có chức máy rồi. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Cú kinh số 240. Cảm ơn cô Rạng Đông cho bài học. Ayasa wa ma lang sa mu thi tang ta đụt tha ya ta mê và kha đa ti ê vang a ti thô na cha ri năng sa ni cam ma ni na yan ti đục ga tinh.
Ayasa vamalang samut thi tăng ta đuột thả giật tâm mê quá khá đặt tị ế quăng a ti thơ na cha ri năng xa ni cầm ma ni la dành tị đục khách. Ayasa vamalang samut thi tăng ta đuột thả giật tâm mê quá khá đặt tị ế quăng a ti thơ na cha ri năng sa ni cầm ma ni na gian ti đực ga tinh a ya sa va ma lăng sa mu thi tăng đa đột tha ya ta mê va kha đa ti ê văn a ti thơ na cha ri năng sa ni cầm ma ni na gian ga tinh. Và ma lăng sa thi tăng tất đốt thai mê quá kha đắc ti ê văn a ti thơ na cha cha đi năng sa ni cảm ni na ya anh ti đục ra xét xác sanh là quá lợi tự nghiệp dẫn chuyển ngữ của ngài. Con xin được kệ à giá xa qua mà lặng xa một thì tăng ta đô ta má ta mê qua kha đa tình ê hoàng a thi thơ nà cha đi năng sa ni cam ma ni na yến ti đúc kinh a ya sa qua ma lăng sa muôn thi tăng ta đô tha ya ta mê qua kha đa thi ê vẫn a ti thơ na cha ri năng sa ni cam ma ni na yến ti đúc ra tình a sa qua ma lăng sa muột thi tăng ta đô tha ya ta mê qua kha đa tình ê vẫn a ti thơ na cha ri năng sa ni cam ma ni danh ti đúc ra tình a ya sa wa ma lăng sa mô thị tăng ta đô tha ya ta mê qua kha đa ti ê văn a thi thơ na cha ri năng sa ni cam ma ni na danh ti đúc ra tình rỉ xét vốn từ sắc sanh ăn mòn tiêu hại rất nhanh sắc này hành động bất thảo biết hay tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng. Và đây là bản khổ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Như pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ không biết hôm nay sư có hoan hỷ cầm mít chưa sư? Nếu sư mà hoan hỷ cầm mít sư cho con một tín hiệu ạ.
Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt Vừa Quan Năm vào đạo tràng. Dạ nay giờ hôm nay quý Phật tử Bạch sư bận hết rồi, khi nay thì về Việt Nam rồi. Dạ kính chào người phương Nam về vào đạo tràng, mà Quang Thanh cũng vào Sài Gòn để dự lễ trai tăng của Thina. Nên là đã bây giờ như Pháp thấy Nguyên Tịnh xuất hiện rồi nha. Cô Nguyên Tịnh đưa bàn tay lên đi. Alo, cô Nguyên Tịnh ơi, có thể cầm mic được không? Dạ mời cô. Như Pháp không đọc cũng không kệ nổi mà cố gắng lắm rồi nha. Dạ mời cô Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thanh Tâm. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào đạo tràng, và con kính tri ân đạo tràng, con kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 240. A di đà quá ma lằng sa mô thi tằng ta đúc tha gia ta mê quát hà đa ti ê quang a ti thô na cha ri nằng sa ni cầm ma ni na dàn ti đúc kết các tình như xét từ sắc sinh xét sanh lại ăn sắc cũng vậy quá lợi dưỡng từ nghiệp dẫn cõi ác của hòa thượng Thích Minh Châu. Ajasa qua ma lăng sa mô ti tăng ta đúc tha gia ta mê qua ca đa tì ê quang a ti thô na cha ri năng sa ni cam ma ni na gian ti đúc gia tình rỉ xét vốn từ sắc sanh ăn mòn tiêu hại rất nhanh sắc này hành động bất hảo biết hay tự nghiệp tự dẫn trắng tay cuốn cùng của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con lá kệ xong con xin kính chân đạo tràng. Dạ con kính dân mít đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú kính cảm ơn con Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Nguyên Tịnh, cô rạng đồng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú lành thai. Như Pháp kính cảm ơn cô Nguyên Tịnh, cô Hạnh Kiểm, cô Cẩm Vân, cô Trần Đạo, cô Rạng Đông đã hoan hỷ ôn bài Pháp Quốc Kinh số 240. Dạ bây giờ con thấy đồng hồ con còn 2 phút. Nhưng mà con không biết, con đã thấy Đại Đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Dạ, sư có thể cho chúng con học sớm 2 phút không Bạch Sư? Nếu sư sẵn sàng, sư cho con xin một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh Pháp Sư ạ. Thêm 5 phút. Thêm 5 phút vậy mời cô Đặng Đông. Cô Đặng Đông ơi, lên ôn bài lần thứ hai đi cô Đặng Đông, cô Trần Đạo, nhất là cô Trần Đạo nè. Lâu lắm rồi không có cô xuất hiện ở trong đạo tràng. Dạ, mời cô Đặng Đông, mời cô Trần Đạo, mời Nguyên Tịnh và dạ, những vị với cô Hình Kiểm cũng vậy nè. Dạ, quý cô và trốn mất tiêu. Nên là bây giờ có dịp thì lên đọc tiếp đi. Dạ, cô Trần Đạo còn trước máy không? Ông rồi, ông lại lần thứ hai, tại vì sư còn chưa có sẵn sàng thì cho xem sư 5 phút nên là mình được trúng số đó. Dạ, hồi nãy Nguyên Tịnh đọc 5 lần luôn đó. Dạ, rồi cô Trần Đạo.
giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, con kính đảnh lễ tượng tổ Minh Hạnh, tượng tổ Thanh Tâm, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cô xin ôn câu kinh Pháp Cú số 240 ạ. À, cảm ơn chị cô Như Pháp và chị Đặng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Ê gia sa wa ma lăng sa mô thi tăng ta đu tha gia ta mê quả kha đa ti Ê quảng a ti thông thô ngạ cha ri năng sa ni ca ma ni nà dặn ti đúc gia tinh. Như xét từ sắc sinh, xét sanh lại ăn sắc cũng vậy, quá lợi dưỡng từ nghiệp dẫn cõi ác, đó là khổ cơ của hòa thượng Thích Minh Châu. À ya sa wa ma lăng sa mu thi tăng ta bu ta ya ta me wa kha da ti e quan a ti tho na cha ri năng sa ni cam ma ni na dẫn ti đúc ga tình. Chỉ xét vốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này, hành động bất khả biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng tài khổ cùng, đó là khổ cơ của hòa thượng Như Đức. Và đọc con đắc để xong rồi, cảm ơn Trạng Đông đã đốt bài. Và cô xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Dạ con kính tri ân cô Đàng Đông, cô Nhật Quỳnh. Dạ con xin phép, con thành kính đảnh lễ tôn đức tăng, con kính lễ với bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin phép ôn lần nữa trong thời gian chờ đợi, con xin phép đọc câu Phật ngôn 240. Ayasa quá ma lăng sa mu thi tăng ta đúc tha gia ta mê quá khà ta tí e quang a tí thô na cha ri năng sa ni cầm ma ni na chan tí đúc gia tình. Ayasa quá ma lăng sa mu thi tăng, cái này kể được ha. Ayasa quả ma lăng sa mút thi tăng ta đức tha gia ta mê quá kha đa ti e quang a ti thô na cha ri năng sa ni cam ma ni na gian ti đức ca tình. Như xét từ sắc sanh, xét sanh lại ăn sắc cũng vậy, quá lợi dưỡng từ nghiệp dẫn cõi ác của hòa thượng Thích Minh Châu. Rỉ xét vốn từ sắc sanh, ăn mòn tiêu hoại rất nhanh sắc này, hành động bất hảo biết hay, tự nghiệp tự dẫn trắng tay khốn cùng của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân đạo tràng, dạ con kính thỉnh cô tư nữ Như Pháp. Dạ con thấy đến giờ rồi, dạ con kính thưa mít thỉnh cô nữ thà giá.
Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Nguyên Tịnh. Dạ, cảm ơn cô Trần Đào cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Thay giá. Dạ, con thấy Đại Đức Tịnh Đạt cho chúng con biết được là sư đã chuẩn bị rồi. Dạ, mến chào cô Hoa Nguyệt chưa vào đầu tràng. Dạ, vậy là sư đã sẵn sàng rồi. Dạ, con kính tri ân mừng. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh đa nghiệp bơm bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trì rạnh sáng à, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đa nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vận duyên sự và ý nghĩa câu khắc của kinh số 241. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính chân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin kính lễ chư Tăng đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Đến mến chào toàn thể quý vị đang có mặt ở diễn đàn Pháp Quốc Kinh. Và ngày hôm nay ngày Chủ Nhật, theo thường lệ thì chúng ta sẽ có cái buổi ôn tập cuối tuần. Và cảm ơn quý vị cho biết được tín hiệu âm thanh tốt ạ. Và thường lệ thì chúng ta sẽ có buổi ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ Nhật, nhưng bởi vì chúng ta bị mất một cái bài học ở ngày thứ sáu, do là Tịnh Đạt đang có việc phải tổ chức trại hè cùng với các sư ở chùa cho các bé thiếu nhi, các bé học sinh, thì xin vắng một ngày thứ sáu. Thì hôm nay thì Tịnh Đạt xin được trở lại cái bài học ngày thứ sáu. Lớp âm học của tuần chúng ta sẽ học vào tuần tới như bình thường. Dạ, bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. A ra hăng sam ma sam bu tho pha ga wa bu tha pha ga wan tang a pi wa de mi so a kha to pha ga wa ta tham mo
Thammang Namassami. Subhatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ Nam Mô Bố Thái Giá. Một lần nữa con xin đảnh lễ chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị. Lúc thông báo, nhờ cô Nhật Quỳnh thông báo cho diễn đàn để chúng ta học vào ngày hôm nay là học câu pháp Cú Kệ Ngôn 241, thì Tịnh Đạt lại xem và nhớ nhầm qua câu 341. Cho nên từ hồi trưa tới giờ thì thầy chuẩn bị soạn bài câu 341. Cho nên khi mà vào trong diễn đàn thì thấy các vị đã ôn bài là 240 thì sẽ là học 241. Cho nên bài hôm nay tình này cũng chuẩn bị cũng rất là gấp, cho nên có chỉ điều chi sơ thất thì xin quý vị cũng quan hỷ cho bài học ngày hôm nay. Dạ. Chuẩn bị không có đúng cái câu. Tuy nhiên thì đối với kinh Pháp Cú thì chúng ta sẽ thấy rằng có nội dung đa phần đó là ngài sẽ, một đó là ngài sẽ khuyến tu, thứ hai đó là ngài sẽ dùng những cái phương pháp để mà cảnh báo hay là răn đe dạy dỗ, nói về cái mặt trái của cái việc đó là nếu như mình dễ vui, mình buông lung, bị phiền não xâm chiếm thì sẽ bị cái hậu quả. Và ngược lại, một người chuyên tâm, chuyên chú về cái phát thiện, hành thiền thì chúng ta sẽ có được quý vị quan hệ cho tí xíu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật ngày dạy trong kinh Pháp Cú, chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ thấy hai cái điều đó. Không phải mà hầu hết các cái lời dạy của Đức Phật á, thì ngài cũng chỉ hướng đến hai cái việc, đó là cái khổ đau cho sự thật cuộc đời. Bởi vì sự thật cuộc đời nó hay thường mang đến cái bất tội nguyện, cái sự ta bị cố tình hiểu sai khi mà nó đến. Cái sự thật cuộc đời nó đến khổ, và ngài cố gắng thấy đâu là cái thật, đâu là cái giả tạm, đâu là cái lớp áo bên ngoài, và ngài chỉ luôn cái con đường, cái cách để mà vượt qua cái khổ đau đó. Thì ngày hôm nay chúng ta quay lại với câu kệ ngôn Pháp Cú số 241 ở phẩm Cấu Quế. Trong phẩm Cấu Quế này thì các vị sẽ thấy rằng những câu kệ ngôn Pháp Cú, ngài sẽ nói về cái việc đó là nếu như không có cái sự thanh lọc, không có cái sự cẩn thận ở trong cái thân khẩu ý cũng như là trong cái sở hành của mình đó, thì phiền não rất là dễ xâm chiếm và chế ngự. Câu 241 chúng ta học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu có nội dung như thế nào. Câu 241 có nội dung như sau. Asacchaya mala manta anuthana mala gata gara ma lang wana sa ko sa chang ba ma do ra kha to ma lang asacchaya mala manta anuthana bala kha ta khara
ma lang vana sa ko sa chăng ba ma do ra kha to ma lang. Không tụng làm nhóm kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng vật quế người canh. Không tụng làm nhóm kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng vật quế người canh. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ của Ngài Giai Đức. Không tụng niệm rỉ sét kinh, không chùi lao rỉ sét sinh cửa nhà, biến nhát sắc đẹp rỉ nhòa, canh phòng sơ hở rỉ trà trộn ngay. Hoặc là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài In Đá Chân Đá Chánh Thân. Các chú thuật có sự không tụng đọc là vết nhơ, các ngôi nhà có sự không có người ở là vết nhơ, biến nhát là vết nhơ của sắc đẹp, sự sao lãng là vết nhơ của người canh gác. Và Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng, sơ lược ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 241 này. Chúng ta sẽ đi sơ lược mà thôi. Achas asachaya malamanta. Câu đầu tiên. Asachaya mala đó là việc. Chúng ta có cái từ cha cộng với lại asachaya với lại mala. Asaccha có là không, cái việc mà không tụng đọc đó, không có ôn tập đó, không có ôn tập. Mala là một vết nhơ hay là cấu quế, chúng ta dùng cái từ cấu quế hay là vết nhơ. Manta, manta là nếu mà dịch đúng sát nghĩa đó là cái manta, đó là các cái chú thuật nói về cái sự học thuộc lòng đó. Dạ. Yeah. Cái chú thuật không có được các sự học thuộc lòng, không có sự ôn tập, không có nhắc đi nhắc lại thì sẽ bị quên lãng. Anuthanamala khara. Anuthana mala khatha. Anuthana cộng với lại mala. Anuthana là không có đứng dậy, việc không có đứng dậy, hay nói rằng là cái việc không có siêng năng để mà dọn dẹp hay là lau chùi cho được ngăn nắp, cho được sạch sẽ. Anuthana, tại vì chúng từ của Pali chỉ có tha căn tha là đứng lên, utha là đứng lên, mà cộng với ná với đầu là anutha ná đó, thì đó là phủ định lại cái việc không có đứng lên hay là không có siêng năng. Mala làm vết nhơ. Khara, khara là ngôi nhà. Khara, khara ngôi nhà. Câu kế tiếp đó là malang wanasa ko satchang. Malang wanasa ko satchang. Wanna đó là cái sắc đẹp, cái sắc diện, cái sắc đẹp. Cô sách chăng, cô sách à, chứ ma lăng là vết nhơ. Wanna hay là wanna đó là sắc đẹp. Cô sách chăng là việc biến nhát. Câu số 3, câu Nhật Quỳnh này, câu số 3. Ma lăng quanh ná sát của sát chăng. Ma lăng là vết nhơ. Quanh ná sát là quanh ná là sắc đẹp hay là sắc gì? Cô sát chăng là sự việc biến nhát, sự biến nhát. Câu cuối cùng. Ba ma đô rắc khá tô ma lăng. Ba ma đô rắc khá tô ma lăng.
Pamado là sự sao lãng, sự buông lung, hay chúng ta thường dùng cái từ là phóng dật đó, sự phóng dật. Rakkhato, Rakkhato là người, người canh gác, người canh gác. Ma lăng là vết nhơ, vết nhơ. Từ ma lăng chúng ta thấy xuất hiện cả bốn câu. Cái câu cuối cùng là cái câu quan trọng nhất ở trong cái việc mà Đức Phật này muốn nói đến. Đang trời mưa, các vị có còn nghe rõ không? Cái câu cuối cùng là cái câu có quan trọng mà Đức Phật này muốn nói đến, nói về cái vết nhơ hay là cái lỗi lầm của cái tâm mình, nếu như mình không có cái sự cẩn thận mà để cho bị buông lung, bị sao lãng hay là dễ vui phóng dật, thì đó là một cái lỗi lầm, một cái vết nhơ làm cho phiền não nó dễ xâm nhập và chế ngự. Như vậy thì chúng ta vừa sơ lược câu kệ ngôn pháp cú nữ vựng câu 241, và một lần nữa thì chúng ta sẽ đọc lại câu kệ ngôn 241 có nội dung như sau. Asacchaya mala manta anuthana mala khara malang wanna sa ko sacchang bamadurakato malang. Không tụng làm nhốt kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng dật quế người canh. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Câu kệ ngôn pháp cú 241 này về mặt ý nghĩa câu chữ từ ngữ thì Tịnh Đàn tin rằng tất cả mọi người chúng ta ở đây là người có kinh nghiệm ở trong cuộc sống, cũng như là người có kinh nghiệm ở trong cái pháp tu tập, thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm bắt cái nội dung ý nghĩa của câu kệ ngôn này. Nói về cái việc đó là không có ôn luyện, ôn tập một cái môn học hay là một cái kinh thì rất là dễ chúng ta bị quên, hoặc là chúng ta nhớ mà nhớ mang máng, nhớ không đủ chi tiết. Cái việc khổ nhất của cái tri thức, cái kiến thức đó, thưa quý vị, rằng đó là cái việc mà không phải chúng ta không biết, mà chúng ta biết mà biết có tới, hoặc là nhớ nó không có ra, hoặc là nhớ không đầy đủ các chi tiết. Đó là một cái điều mà phải nói rằng rất là khó chịu đối với cái kiến thức. Cho nên cái việc mà ôn luyện, nhắc đi nhắc lại, các vị biết đó là trong chùa đó, các chư tăng, các vị tu sĩ lợi thế hơn các vị, đó là mỗi một ngày như vậy là chư tăng sẽ có hai cái thời công phu, sáng chiều, để rèn tâm, để mà rèn cái sự tinh tấn, để rèn cái pháp tu, cũng như là ôn luyện kinh điển, những cái bài kinh mà thường đọc hàng ngày, rồi những cái bài kinh quan trọng được chọn lọc ra để mà đọc tụng. Thì đó là cái việc mà ôn tập, ngay cả cái việc học hành bên ngoài cũng vậy thôi. Học văn hóa, học về các cái ngành cơ sở, ngành kỹ thuật đều có cái sự ôn luyện hết. Người nào không có ôn luyện hết thì còn cách nữa, đó là hướng dẫn cho người đi sau, thì đây là cũng một cách để ôn luyện. Chính vì vậy cũng rất là tình cờ, đó là cái ngày chủ nhật cuối tuần đó, chúng ta có một cái lớp ôn tập cuối tuần. Nói là tình cờ nhưng mà nó mang một cái nghĩa rất là lớn, bởi vì cái ngày đó các quý vị có được cái cơ hội để mà chúng ta tự mình đọc lại, tự mình nhắc lại những cái bài học cũ.
những cái bài học mà chúng ta đã từng được nghe, từng được tham khảo. Thì như vậy là bởi vì chúng ta ngồi nghe cả một tuần như vậy đó, cả một tuần như vậy thì thường cái ngồi mà để lắng nghe đó, cái sự tập trung nó không có cao. Và nhiều khi cái giờ này thì quý vị có thể vừa nghe vừa làm thêm một cái công việc gì đó, thì cái sự tập trung về lắng nghe chúng ta không có nhiều. Nhưng mà cái ngày ôn tập đó là chúng ta phải tập trung để mà chúng ta đọc bài. Chính vì cái sự tập trung đọc bài nó làm cho chúng ta nhớ nhiều hơn, rồi gợi lại những cái học trước đó nhiều hơn. Một cái ý nghĩa là hay. Cái nữa đó là không đứng dậy bẩn nhà. Thật sự ra không phải đứng, không đứng dậy mà bẩn nhà. Cái câu này thì nếu mà chúng ta đọc không có đầy đủ đó, đầy đủ ở trong văn xuôi hay là đầy đủ ở trong cái việc mà giải thích đó, thì chúng ta lại khó nắm bắt. Không đứng dậy bẩn nhà là sao? Không đứng dậy bẩn nhà đó là nói về cái diễn tả cái việc mà ở trong nhà rồi đi ra ngoài đi làm việc rồi về tới nhà chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, không có cái sự đó là sắp xếp gọn gàng chu đáo, không có cái sự đó là lau chùi quét dọn, thì cái nhà nó sẽ bề bộn, nó sẽ có mùi hôi. Việc đó là thiếu cái sự siêng năng, thiếu cái sự gọn gàng. Đứng dậy nó thể hiện cái việc người đó là năng động, chứ không có ngồi lì, ngồi y tại chỗ, mà là đứng dậy để mà làm các công việc ở trong gia đình, ở trong nhà, để cho có một cái ngôi nhà khang trang sạch sẽ, một ngôi nhà thơm tho mát mẻ, thì cần phải có cái sự siêng năng. Nếu như vắng cái sự siêng năng cần mẫn, bây giờ gia đình hiện đại thì không có phải là đùng đẩy cho tất cả là người nội trợ. Dạ. Dạ đang giảng. Các bạn chờ chút xíu. Dạ, có phải gì? Dạ đang giảng bài. Dạ dạ. Nhà cái thời buổi gia đình hiện đại thì tất cả công việc ở ngoài thì ai cũng đi làm, rồi về nhà thì chia sớt công việc với nhau để mà cùng nhau chung tay xây dựng cái tổ ấm gia đình. Chứ quý cô bây giờ thật sự ra cũng rất là giỏi giang từ việc bên ngoài tới công việc nội trợ. Còn các sư ở chỗ chùa cũng vậy thôi, các sư đâu có ai đâu mà đụng đẩy, các sư cũng phải tự dọn dẹp, tự quét dọn lau chùi. Đây là nói về cái việc đó là ở bề ngoài, ở bên ngoài cái công việc mà chúng ta có thể vận động tay chân. Và cái ý thứ ba cũng vậy, cái ý thứ ba đó là biếng nhác làm nhơ sắc. Biếng nhác làm nhơ sắc thì nó cũng có mang cái ý nghĩa đó là như là cái việc đó là không có chăm sóc, không có quan tâm. Nè, không có quan tâm. Cả cái ba ý, một ý, hai ý, ba câu đầu đó là nói về cái việc đó là Đức Phật Ngài muốn dùng cái có thể thấy được, cái có thể làm được để mà hình dung cho cái ý thứ tư. Cái ý thứ tư là cái ý về cái nội tâm, cái ý về cái tinh thần. Nói về cái việc đó là phóng dật uế người canh, tức là cái người mà không có cái sự cẩn thận trong cái tư tưởng, trong cái suy nghĩ đó, không có cái sự cẩn trọng để mà xem chừng cái phiền não nó vào nó đi ra đó, thì nó dễ
và bị cái phiền não nó chiếm ngự. Quý vị thấy rằng ở trong ngũ giới đó, ở trong ngũ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, thì cái nguyên nhân chính mà khiến cho một con người, nhất là những vị cư sĩ bên ngoài đó, có thể gìn giữ được tốt đẹp, hoặc là có thể gây ra cái việc đó là nhơ bẩn giới hoặc là đức giới, cái nguyên nhân chính đó là gì? Nguyên nhân chính giúp cho mình giữ giới tốt và nguyên nhân gì chính làm cho mình bị đức giới? Các vị vậy có để ý chỗ này hay không? Chúng ta chưa có đi vào cái duyên sự, cái duyên sự thì nó cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta nói về cái ý nghĩa tí xíu đi. Các vị có để ý là các vị có để ý là trong cái ngũ giới đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, thì cái điều gì làm cho chúng ta dễ dàng có thể giữ được cái giới đó, và cái điều gì đó, ngược lại đó là khiến cho chúng ta rất là khó khăn. Nhà quý vị có để ý cái điều này hay không? Các cái trường hợp mà đối diện với cái sát sanh, đối diện với cái trộm cắp, đối diện với cái tà dâm, đối diện với cái nói dối, đối diện với cái hành động uống rượu đó, đứng trước những cái tình huống đó, nếu như một người không có đủ cái tỉnh táo, mà trong nhà Phật mình gọi là chánh niệm đó, không đủ cái tỉnh táo, không đủ cái lý trí để mà mình vượt qua đó, thì mình sẽ phạm giới. Mà nói theo danh từ trong nhà Phật thì chúng ta nói là chánh niệm, có chánh niệm thì giữ được giới. Chúng ta còn không có chánh niệm, nó đồng nghĩa với là phóng dật, là dễ vui. Một người thường buông lung phóng dật thì sẽ rất là dễ bị ô nhiễm cái giới của mình. Bởi vì khi mà tình huống nó đến đó, ở trong cái sát sanh không có trộm cắp, trong cái sát sanh đi chẳng hạn, mình không có cố tình mình phải đả thương, hay là mình phải dùng sức, dùng gậy, dùng dao, dùng vũ khí để mà mình sát hại cái con vật đó, mà do cái sự phóng dật, do cái sự thiếu cái cẩn thận, chú ý quan sát con muỗi, con kiến, hay là cái con gì đó nó cắn hút mình giật mình lại là quơ tay mình đập nó chết. Hoặc là cái việc mà mình đi trên đường mình không có cẩn thận, mình đi ngó tới ngó lui, mình nói chuyện, mình ca hát, thì những cái con vật, côn trùng ở trên đường đó, chúng ta không có thể mình tránh được. Khi chúng ta không có phóng dật, không có dễ vui, không có ngó chỗ này ngó chỗ kia, thì chúng ta có thể tránh được những con vật ở trên đường, mắt có thể chúng ta nhìn thấy được. Thì cái sự phóng dật ở đây nói cụ thể là như vậy, nhưng mà tinh tế hơn, tế nhị hơn là cái phiền não nó ngấm ngầm đi vào trong tâm của mình, đi vào trong cái tư tưởng của mình. Nếu như là một cái người không có cái sự quan sát kỹ, không có cái sự cẩn thận, thì phiền não sẽ len lỏi và nó chiếm ngự. Đó là một cái lỗi lầm hay là một cái vết nhơ của một cái người tu tập. Thì cái câu chuyện duyên sự liên quan đến một cái vị tỳ kheo tên là Lô Lú Đa Dí, và tên là để thêm đàn chắc lại, và Lô Lú Đa Dí. Cái vị tỳ kheo Lô Lú Đa Dí này thì một cái vị tỳ kheo ít học, chỉ nghe Đức Phật với lại Chư Tăng và thuyết pháp thôi, thì cũng học lớn được một số, không phải học lớn mà là nghe để mà biết, nhưng mà không có cái sự giống như là rành rỗi về cái việc đó là giáo lý thuyết giảng giải thích. Nhưng mà do cái sự ganh tị, do cái sự đố kỵ và mong muốn cái danh lợi, cho nên khi mà bà con Phật tử họ đến chùa đó, họ đến chùa họ nghe Đức Phật thuyết pháp, họ nghe Chư Tăng, ngài Đức Pháp, nhất là ngài Sa-ri-bụt với ngài Mô-ca-lan đó,
Ngài thuyết pháp, Phật tử ngày về ai cũng khen, ai cũng xích so. Các vị sư thuyết pháp rất là hay, đầy đủ ý nghĩa về chiều sâu, về chiều rộng, khuyến khích pháp tu, ân cần chia sẻ về đời sống của người cư sĩ, vân 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 và vân vân, thì họ thích lắm. Cho nên hầu hết ngày nào buổi sáng ban ngày thì cúng dường đặt bát trai tăng, buổi chiều thì đi đến để mà dâng hương hoa, nước uống, mật ong, nghe pháp, một cái sinh hoạt Phật pháp rất là sung mãn ở trong cái thời kỳ đó. Tức là Phật tử đến chùa viếng chùa lễ Phật thính pháp coi như là không có lúc nào ngơi nghỉ, mà ai cũng đi vào tấm tắc khen ngợi các vị giảng sư, các vị pháp sư. Mà riêng cái ngài, cái vị mà tỳ kheo Lu Rú Đa Dí này cũng muốn, mình cũng muốn được khen đó, mà bản thân mình lại không có cái đất nào hết. Nghe người khác khen cái gì kia khen quá là mình cũng muốn được. Mình cũng xuất, mình cũng tỳ kheo, mình cũng ở trong chùa, mình cũng ở gần Phật, mình cũng tu theo pháp Phật. Thì thấy người khác được khen mình cũng muốn được khen, cho nên mới là gặp mấy người Phật tử đó, họ đi nghe pháp đó, mới bắt chuyện cái nghe mấy họ khen mấy vị kia, nói nếu mà mấy vị khen mấy vị kia thuyết pháp đó thì mấy vị chưa nghe pháp của ta thuyết, cho nên các vị chưa biết ta thuyết hay như thế nào. Mà lỡ mà nghe rồi là ghiền, khen còn hơn nữa. Khen còn hơn nữa, tự mình đi quảng cáo mình luôn. Vì tỳ kheo Lu Rú Đa Dí tự mình quảng cáo luôn, tự mình coi như là tự mình dũng được xưng tên của mình, tự mình quảng cáo, tự mình giới thiệu về bản thân mình như vậy. Thì các vị Phật tử họ rất là kính Phật, kính Tăng, vị nào cũng kính như vị nào vậy, như vậy đó. Mà nghe được cái vị này nó có cái tài thuyết pháp như thì mừng lắm. Thời Phật tử họ cầu pháp lắm, họ mừng lắm. Thì họ đi đến một ngày nọ, thì họ đi đến họ thỉnh ngài Lu Rú Đa Dí thuyết pháp để nghe được nghe pháp. Thì ngài vị tỳ kheo Lu Rú Đa Dí cũng chấp nhận, cũng lên pháp tọa. Nhưng mà lên đó không biết sao, run quá hay là áp lực tâm lý nhiều quá hay là như thế nào đó, mà ngồi nhớ hoài cho đầy đủ một cái ý nghĩa hay là một cái câu Phật ngôn, lại không có nhớ ra, cũng không có nhớ đầy đủ, cũng không nhớ chi tiết, không biết giải thích như thế nào. Suy đi nghĩ lại, tìm lối thoát. Bây giờ ta không có thuyết rồi, mà chúng ta sẽ dời cái giờ giảng nào vào giờ cái giờ buổi tối. Rồi đến buổi tối thì Phật tử ngài cầu pháp, ngồi chờ đợi. Xong buổi tối cái hẹn vào buổi sáng, buổi khuya. Hẹn 5 lần 7 lượt như vậy, Phật tử họ đến mà cứ hẹn tới hẹn luôn, họ phát hiện ra là không phải vì lý do gì, sức khỏe hay là lý do gì khác, mà là cái việc đó là cái vị này không có khả năng để mà giảng giải thích, không có khả năng để mà giảng dạy, không có cái kiến thức để mà giải thích cho thuyết pháp cho Phật tử nghe. Lúc đó họ rất là giận. Họ giận không phải là họ giận cái giáo pháp, mà họ giận cái tư cách của cái vị này. Họ giận cái tư cách của vị này. Cái vị này xuất gia rồi mà vẫn còn ham danh ham lợi, xuất gia rồi mà vẫn giống như là muốn chiếm đoạt tình cảm của Phật tử, cho nên mới dỗ ngực xưng tên, mới giới thiệu bản thân như vậy. Cho nên các vị Phật tử họ rất là giận, họ buồn họ giận. Rồi cái câu chuyện đó nó đến tai Đức Phật, thì Đức Phật này cũng nói rằng không phải lúc này không, mà ở trong quá khứ cũng có trường hợp như vậy rồi. Ở trong quá khứ thì trong chú giải kinh có nhắc sơ qua là cái tư cách của cái con heo và con sư tử đó. Cái con heo nó phát ngôn, nó là nó không biết lượng sức mình,
nó so với con sư tử là mình cũng là con vật bốn chân, sư tử cũng là vật bốn chân, nó mới thách thức con sư tử để mà đấu tay ngang, đấu tay đôi. Nó là cái việc đó là không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình. Thì Đức Phật ngài nhắc là cái câu chuyện tiền thân, rồi ngài giải thích cho chư tăng Phật tử nghe, rồi ngài đọc lên cái câu kệ này. Thì cái câu kệ liên quan đến tỳ khưu lô rú đa dí đó cho chúng ta thấy rằng đó là liên quan đến cái việc mà học mà không có ôn đó, không có rành rỗi đó, cũng là một cái lỗi lầm, một cái lỗi lầm tai hại, một cái lỗi lầm tai hại. Mà đặc biệt hơn đó, thì Đức Phật ngài nhấn mạnh ở trong cái việc đó là nhân cái cơ hội đó, Đức Phật ngài nói lên cái ý nghĩa việc mà một người sống ở trong cái đời sống, hay là một người Phật tử, một người thực hành giáo pháp mà để cho cái tâm hồn của mình bị thao túng bởi cái phiền não, hay là để cho cái phiền não nó dễ dàng nó xâm nhập, nó chiếm ngự, nó chế ngự cái thân tâm này. Giống như là việc một cái người canh gác cửa mà lười biếng đó, là chánh niệm đó, nó lười biếng đó, thì coi như là ngủ gục, không quan tâm người nào ra người nào vào, rồi ai tốt ai xấu cứ ra vào thoải mái, không có ngăn cản. Thì như vậy thì nó sẽ dẫn đến một cái kết cục là khổ đau, tái sanh luân hồi. Cái tái sanh luân hồi nó không có quan trọng, nó không có quá là lo sợ, bởi vì đó là cái điều hiển nhiên rồi. Bây giờ mình cố gắng làm sao để mà mình có được rút ngắn cái tái sanh luân hồi và kết thúc không còn tái sanh luân hồi, và hoặc là chúng ta chuẩn bị cho cái cuộc du hành của mình ở trong tái sanh luân hồi đó nó được ổn định. Ổn định là sao thưa quý vị? Ổn định ở đây đó không phải là chuẩn bị cho tùy tài của cải giàu sang phú quý, mà ổn định ở đây là cái việc mà lúc nào, thời kỳ nào, gia đình nào chúng ta sinh ra cũng đều là gia đình biết Phật pháp, hoặc là không có Phật pháp đi nữa thì cũng biết là cái điều ngay điều phải. Hướng về cái lẽ chánh. Quý vị thấy có những thời kỳ đó là những người tài giỏi nhưng mà lại sanh trong cho sanh trong cái thời kỳ đất nước loạn ly, chiến tranh, rồi những cái thời kỳ đó là vua quan, vua quan mà trong cái thời kỳ mà suy yếu đó, thì những cái người tài giỏi họ rút vào những cái nơi hoang vắng, rút về làng mạc để mà họ ẩn thân, chứ không có đi ra để mà hùa theo những cái người làm sai trái. Thì cái điều mà chúng ta chuẩn bị ở trong cái cuộc sanh tử luân hồi đó là cái lẽ phải, đó là cái pháp chánh, hay là cái chánh kiến, hay là cái hướng tâm về chánh pháp. Ở đâu, dù là ở xứ nào đi nữa, đất nước nào đi nữa, ở cảnh giới nào đi nữa, thì cái sự hướng về cái lẽ chánh, lẽ phải hay là chánh pháp đó, đó là cái việc mà chúng mình chuẩn bị. Còn cái việc giàu sang phú quý thì đó là cái việc, cái điều kiện thuận lợi thôi, cái điều kiện thuận lợi để mà chúng ta ít sự rủi ro trong cái tạo nghiệp ác, trong cái tạo nghiệp ác. Thì câu kệ ngôn Pháp Cú số 241 này Tịnh Đạt có thưa từ ban đầu đó là chúng ta đọc quá, chúng ta sẽ nắm bắt được ý nghĩa nội dung nó rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Từ cái việc đó là một cái người lười biếng, một cái người biếng nhác không có siêng năng thì sẽ mắc những cái lỗi lầm, giống như là không có nhớ bài, không có thuộc bài, nhà cửa thì bề bộn không có sạch sẽ, nhan sắc thì tiều tụy không có đẹp đẽ. Nhưng cái nó quan trọng hơn là cái tâm hồn, một cái người dễ vui buông phóng dật buông lung, dễ phóng dật buông lung sao thưa quý vị ha.
Nó tùy theo cái tình huống hoàn cảnh mà chúng ta có thể phân tích trong cái phóng vật buông lung. Tại vì á, có một cái điểm như thế này nè, cái phóng vật buông lung á, đa phần chúng ta nhận ra nó, chúng ta biết mình đang phóng vật, đang dễ vui, đang buông lung. Nhưng mà có một cái điều như thế này nè, đó là thường là đa phần chúng sanh có cái khuynh hướng đó là không có muốn mình, không có chấp nhận mình phóng vật, mình buông lung, và tìm cách để mà bao che, để mà biện lý do. Bởi vì chúng ta bệnh nè, chúng ta yếu nè, chúng ta không khỏe nè, chúng ta bận rộn nè, rồi chúng ta phải sinh kế sinh nhai nè, chúng ta phải nuôi con, nuôi mẹ, nuôi ông, nuôi bà, chúng ta phải làm công việc đó, chúng ta không có đi chùa, không có giữ giới, vân 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 vân. Thì đó là những người biết mình nhưng mà vịnh cớ để mà tránh né, không có đối diện với cái tâm của mình là người đang bị phóng vật buông lung. Còn cũng một người y như vậy, cũng phóng vật, cũng buông lung, mà một cái suy nghĩ tích cực hơn. Cái điều này là cái điều Tịnh Đạt có thể gọi là cái kỹ thuật đó, để mà chúng ta rèn tâm. Bởi vì một cái người cũng phóng vật buông lung, cũng dễ vui, nhưng mà mình biết rằng mình đang trong cái cơ hội, thiếu cái cơ hội để mà mình phát triển, để mà mình sửa sửa mình, mong rằng có cái cơ hội nào tốt hơn để mà mình sửa mình khắc phục, mình cải thiện. Không có dùng cách bao che, không có dùng cái cách là đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa gia cảnh, đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa gia cảnh, mà hy vọng rằng có một cái điều kiện tốt hơn để mà mình có thể giữ giới tốt hơn, mình có thể bớt cái phóng vật hơn, mình có thể đó là không có nhiều cái rủi ro để mà tạo cái những cái ác nghiệp. Thì chính những cái tư tưởng tích cực đó, khi mà có được cơ hội giống như là vào những cái nơi trường thiền 5 ngày, 10 ngày, họ quý lắm thưa quý vị, họ quý lắm. Hay là có thời gian đi chùa một ngày, 2 ngày, họ quý lắm, họ quý cái thời gian đó lắm. Bởi vì đó là cái cơ hội để mà họ cải thiện, họ giữ cho nó tốt đẹp, giữ giới cho được tốt đẹp. Cũng là một cái người như vậy, nhưng mà hai cái thái độ khác nhau. Một cái thái độ là bao che, một cái thái độ là vịnh lý do để mà mình né, không có dám đối diện. Còn một người là biết mình dễ vui, biết mình thiếu cái cơ hội để mình nguyện chư thiên, rồi nguyện với lòng, hứa với lòng, có cơ hội tốt hơn mình sẽ làm được việc tốt hơn. Thì sẵn cái ý này Tịnh Đạt xin chia sẻ thêm là như vậy. Câu 241 Tịnh Đạt cũng xin được kết thúc tại đây. Phần phước phát sanh cho cái việc chia sẻ và bài học kinh Pháp Cú ngày hôm nay xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên chư thần. Cầu mong các vị ấy hằng được sự an vui và hộ trì cho tất cả chư tăng, đến tất cả chư tăng, tất cả quý vị Phật tử, và đặc biệt đó là diễn đàn Pháp Cú Kinh được giữ cái sinh hoạt càng ngày càng được lâu dài và phát triển hơn. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, xin tri ân chư tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay. Kính cầu chúc được quý vị được sự an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng đến thượng tọa minh hạnh. Yeah.
Bhagavato mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha anukha ve na sada sati bhagavantu te Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anukha ve na sada sati bhagavantu te Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha anukha ve na sada sati bhagavantu te Tất cả anh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.